Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị, đầu tiên là thông tin về cơn bão số 5. Hồi 10 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí tâm bão vào khoảng 16,5 độ vĩ Bắc, 113,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 90 tới 100 km/h, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14 đến 18,5 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 112 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ vĩ Bắc, 111,5 độ kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Đây là thời điểm bão mạnh nhất khi sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 cho tới 120 km/h, giật cấp 13. Trong 48 tới 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được từ 5 tới 10 km. Đến 10 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 16,6 độ vĩ Bắc, 110,1 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 tới 120 km/h, giật cấp 13. Trong 72 tới 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Do ảnh hưởng của bão ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông, có gió xoáy cấp 7 cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10 giờ cấp 12, sóng biển cao từ 4 tới 6 m, biển động dữ dội. Hoạt động cách bão số 5 không xa thì còn có một siêu bão nữa mang tên là Chân Thu. Hôm 12 giờ trưa nay, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 15,3 độ vĩ Bắc, 127,2 độ kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 500 km về hướng đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão hiện đã đạt mức cực đại khoảng 250 km/h, tương đương cấp 18. Dự báo trong 24 tới 48 giờ tới, siêu bão Chân Thu di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Không loại trừ khả năng cơn bão này sẽ đi vào Bắc Biển Đông để trở thành cơn bão số 6. Siêu bão này ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta, mà sẽ tấn công vào đảo Đài Loan và các tỉnh ven biển Trung Quốc. Nhưng do khoảng cách giữa bão Chân Thu và bão số 5 khá gần nên chúng sẽ tương tác với nhau, khiến cho việc dự báo quỹ đạo và cường độ của bão số 5 gặp nhiều khó khăn. Hiện mô hình dự báo của các nước trên thế giới rất phân tán. Có trung tâm thì dự báo bão đi vào phía nam đảo Hải Nam, có trung tâm thì dự báo bão đi lên ngang vùng biển Thanh Hóa, Nghệ An. Tuy nhiên, theo như chúng tôi, khả năng rất cao là bão số 5 sẽ đổ bộ vào miền Trung của nước ta. Với kịch bản xấu nhất này thì Trung Bộ có thể sẽ phải đón một đợt mưa với lượng mưa có thể lên tới từ 200-300 mm. Một số hồ chứa, hồ thủy lợi, thủy điện nhỏ có thể phải xả lũ. Do trong một tuần qua có những nơi mưa trên 200 mm, nên nước đang trong tình trạng bão hòa. Trên các sông suối từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ Thanh Hóa tới Quảng Bình từ 4-7 m, trung và hạ lưu là từ 2-4 m. Trong đợt lũ này thì đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ, thượng lưu, các sông có khả năng đạt mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2. Hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động 1. Từ nay cho tới hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 6-8 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có từ 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta. Vì vậy, đây sẽ là khoảng thời gian xảy ra mưa lớn dồn dập ở khu vực miền Trung, với các đợt mưa lớn kéo dài cộng thêm nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét và sạt lở đất ở mức cao, trọng tâm là các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Trở lại với tình hình thời tiết ngày hôm nay, trong đêm qua đến sáng sớm nay, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ, kết hợp với đới gió đông nam nên ở đồng bằng Bắc Bộ, Việt Bắc, Hòa Bình, Nam Sơn La và khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Bình đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, một số nơi có lượng mưa lớn. Ở các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông cục bộ, có nơi có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 20-50 mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70 mm trong vòng 24 giờ. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các khu vực này không cao, phổ biến dao động từ 29-33 độ. Từ ngày mai mưa giảm dần, trời có nắng trở lại. Tuy nhiên khi bão số 5 tiến gần đất liền hơn thì mưa dông sẽ gia tăng trở lại vào cuối tuần. Trong khi đó, tác động của rìa nam giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh ở Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ có mưa rào và dông. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 40-70 mm trên 24 giờ, có nơi trên 100 mm trong vòng 24 giờ. Mưa tập trung vào chiều và tối nên nhiệt độ ở các tỉnh Tây Nguyên trong ngày phổ biến từ 28-31 độ, còn tại Nam Bộ là từ 29 cho tới 32 độ.